Vâng, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Hiện tại thì bây giờ con xe bản số 86H3003 này thì em đã bán về cho một anh trai ở Lâm Đồng rồi. Thì bây giờ đang cho mấy anh em thợ kiểm tra lại, bảo trì sơ lại để trước khi bàn giao về cho khách hàng. Cái này đang cho làm lại dàn lạnh nè anh chị. Đây, đang cho mấy anh em làm lại dàn lạnh rồi. Anh trai có yêu cầu hỗ trợ thêm một cái màn hình Android, thêm một cái camera lùi thì bên tụi em hỗ trợ lắp cho anh trai luôn. Đây, đang mở ra kiểm tra lại đèn đóm. Ở đằng này thì có một cái dàn đèn nó bị đứt dây, đứt nhợ vậy đó. Thì mấy anh em thợ điện đang mở ra bảo dưỡng, bảo trì. Chiếc xe này thì nó là máy dầu nha cô chú anh chị. Máy dầu nhưng con này nó chạy nó rất là bền. Đó, bữa xe này thì em đang em bán là 55 triệu ha. Đó, anh trai mua không trả giá luôn. Đây, đang cho lắp cái màn hình Android và một camera lùi cho khách hàng theo yêu cầu. Ở chiếc này thì cô chú anh chị nào đã từng sử dụng những dòng Fairy, Soyuz hoặc là GRD, Bluetong thì anh chị biết về cái độ bền của em nó như thế nào. Là con này thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ bảo trì, bảo dưỡng, rồi kiểm tra lặt vặt, rồi em sẽ vệ sinh sơ lại thì em sẽ bàn giao về lại Lâm Đồng cho khách hàng của em ha. Thì giờ đây cũng video thì cũng chương trình là một mặt, bên tụi em hỗ trợ được cái gì thì tụi em sẽ hỗ trợ cho khách hàng. Còn những chiếc xe cỏ bên em thì máy móc anh chị cứ an tâm ha, máy móc gầm bệ giấy tờ thì cô chú anh chị cứ an tâm. Ở một cái phần dán chỉ có mấy chục triệu thôi, thích hợp cho mình sử dụng công việc tập chạy tập lái, che nắng che mưa, rồi là mình chạy vòng vòng đi nương vậy cũng khá là ok. Nó dòng này thì nó là Soyuz Fairy, con này bữa em quay cũng rất là nhiều, 5 phút thôi là mất xe rồi. Đó, cảm ơn quý khách và tất cả các cô chú anh chị cũng đã trong suốt thời gian qua cũng đã tin tưởng và đồng hành ủng hộ bên ô tô Doanh. Cũng không biết nói gì hết, chúc cho đạo gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại chị một video sau nha.